Xin chào anh chị và các bạn. Sau đây em xin hướng dẫn anh chị và các bạn sao chép sản phẩm từ Shopee sang Shopee trên BigSeller. Trước khi sao chép sản phẩm, mọi người cần phải cài đặt tiện ích sao chép của BigSeller trước nhé. Chúng ta mở trang shopee.vn. Tìm kiếm một sản phẩm. Em sao chép hết tất cả sản phẩm trên trang này. Tiếp theo, em vào danh sách sao chép của BigSeller để xem sản phẩm sao chép. Sau khi sao chép sản phẩm trên trang shopee.vn, chúng ta cần phải xác nhận chuyển sản phẩm vào hộp nháp và tiến hành chỉnh sửa. Sau đó mới có thể tải lên gian hàng. Trong danh sách sao chép, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tất cả các sản phẩm sao chép cũng như đánh dấu sản phẩm chưa được import và sản phẩm đã được import. Sản phẩm trong danh sách tất cả chưa import và đã import đều có thể được import. Có thể import từng sản phẩm một. Ấn vào biểu tượng này. Toàn sản và gian hàng. Import hàng loạt. Chúng ta cần chọn sản phẩm muốn import trước. Sau đó ấn vào Import to Store, chọn sàn và gian hàng. Ví dụ bây giờ em muốn import sản phẩm vào gian hàng Shopee thì ở đây chọn Shopee, chọn một gian hàng Shopee, ấn vào Import. Sau khi hoàn tất import, chúng ta cần vào hộp nháp để chỉnh sửa sản phẩm và tải lên gian hàng. Vào hộp nháp. Chọn gian hàng. Chúng ta có thể thấy sản phẩm vừa import. Sao chép trên cùng một sàn thương mại điện tử, ví dụ như sao chép từ Shopee sang Shopee, từ Lazada sang Lazada, thì hệ thống sẽ ghép nối tự động danh mục và thuộc tính. Anh chị có thể tiến hành chỉnh sửa từng sản phẩm một. Ấn vào biểu tượng này. Chúng ta sẽ vào trang chỉnh sửa hàng loạt trực tiếp. Anh chị cũng có thể tiến hành chỉnh sửa hàng loạt. Chọn sản phẩm.
ấn màu chỉnh sửa hàng loạt. Sau đó, chúng ta sẽ vào trang chỉnh sửa hàng loạt trực tiếp. Ở đây, có thể chọn thông tin muốn chỉnh sửa. Ấn vào nút này, có thể tiến hành chỉnh sửa hàng loạt. Cũng có thể ấn vào đây để chỉnh sửa từng sản phẩm một. Chỉnh sửa hàng loạt tên sản phẩm. Ở đây, anh chị có thể thêm hàng loạt tiền tố hoặc hậu tố, xóa hàng loạt một ký tự nào đó, thay thế hàng loạt một ký tự nào đó. Ví dụ, chúng em muốn thêm tên gian hàng của chúng em ở phía trước của mỗi tên sản phẩm. Ở đây, em nhập vào tên gian hàng của em. Ấn vào đồng ý. Tên gian hàng của em sẽ được thêm tự động ở phía trước mỗi tên sản phẩm. Chỉnh sửa hàng loạt giá. Có thể tăng thêm, giảm thiểu hoặc thay thế bằng một giá trị nào đó trên cơ sở giá gốc. Ở đây còn có thể chọn theo số tiền hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, em muốn tăng thêm 10% trên cơ sở giá gốc. Em cần chọn thêm, chọn theo tỷ lệ phần trăm, nhập vào 10, ấn vào lưu. Hệ thống sẽ tăng thêm tự động 10% trên cơ sở giá gốc. Tạo hàng loạt SKU. Trước khi tạo hàng loạt SKU, chúng ta cần điền SKU sản phẩm trước vì định dạng tạo của SKU là SKU sản phẩm cộng phân loại 1 cộng phân loại 2. Chỉnh sửa hàng loạt SKU sản phẩm. Nhập vào tiền tố. Nhập vào chỉ số bắt đầu. Chỉ số bắt đầu là sắp xếp từ số đó xuống. Nhập vào hậu tố. Ở đây có thể xem trước. Ấn vào đồng ý. Hệ thống sẽ tạo tự động SKU sản phẩm. Sau khi tạo SKU sản phẩm, chúng ta có thể ấn vào nút này để tạo tự động SKU. Ấn vào đồng ý. Hệ thống đã tạo tự động SKU. Chỉnh sửa hàng loạt tồn kho. Chỉnh sửa hàng loạt kích thước. Chỉnh sửa hàng loạt cân nặng. Ở đây có một điều anh chỉ cần lưu ý, đó là chúng ta bắt buộc phải chọn phí vận chuyển. Nếu không, sẽ không thể tải lên gian hàng. Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, ấn vào lưu.
quay lại cậu nhóc, chặn lại sản phẩm đã chỉnh sửa. Ấn vào tải lên. Sản phẩm đã đệ trình đến Shopee, đang chờ Shopee duyệt và xử lý. Anh chị có thể kiểm tra trạng thái sản phẩm trong danh sách đang tải lên thất bại và sản phẩm online. Nếu sản phẩm xuất hiện trong danh sách tải lên thất bại, chúng ta cần tiến hành chỉnh sửa lại sản phẩm theo nguyên nhân thất bại và tải lên lần nữa. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video này. Nếu anh chị và các bạn có thắc mắc gì hoặc góp ý gì, vui lòng quét mã ở đây để liên hệ với chúng em.